sư cho con hỏi ở nhà có thiền được không? À, tại chỗ con ở không gần chùa nhưng là như có nhưng là chùa mật tông con xin xin sư chỉ với cách thành thiền tụng kinh gì khi ở nhà. À, thưa quý vị đó cái việc ở nhà có những cái uh, phương pháp hành thiền mà quý vị có thể thực hành ở nhà ví dụ như uh, rã tâm từ có thể thực hành ở nhà uhm. tại sao sư đề nghị rã tâm từ bởi vì đó thực việc thực hành rã tâm từ đó rất khó thực hành sai nha yeah. Và rải tâm từ dù quý vị thực hành như thế nào đi chăng nữa nó vẫn là tâm thiện. Thành ra sư đề nghị quý vị thực hành rải tâm từ ở nhà trong trường hợp quý vị chưa có khả năng đi đến một ngôi chùa hoặc đi đến một thiền viện mà ở đó có vị thầy hướng dẫn thiền cho mình. Cái phương pháp hành thiền duy nhất mà quý vị có thể tự thực hành mà không sợ mà nó đi lệch là rải tâm từ còn những phương pháp khác quý vị phải có vị thầy hướng dẫn bởi vì nếu như quý vị không có vị thầy hướng dẫn quý vị sẽ thực hành sai mà quý vị không biết rồi quý vị đi theo cái lối bọn đó quý vị chết cái ở đó rồi không có ai hướng dẫn hết nha à, và sư không đề nghị không khuyến khích cái việc trình pháp online bởi vì cái việc trình pháp online như thế này thì sư không chắc là quý vị có thể tiếp thu được và sư không chắc là quý vị kể hết những vấn đề của quý vị và sư nắm hết những vấn đề của quý vị trình pháp phải gặp mặt trực tiếp thôi đấy à, thành ra khi hành thiền ở nhà sư đề nghị chỉ thực hành một đề mục thôi là rải tâm từ còn chừng nào mà quý vị có điều kiện có cơ hội đi đến chùa hoặc đi đến thiền viện nơi mà có vị thầy giúp đỡ quý vị trong việc hành thiền và theo dõi quý vị trong việc hành thiền thì khi đó quý vị hẳn thay đổi điện mục khác. Chưa có thì làm ơn hành thiền tập từ dùm sư. còn tụng kinh gì khi ở nhà đó thì trong danh sách phát của sư đó trong kênh YouTube sự hạnh tuệ này nó có một cái danh sách phát đó là kinh nhật tụng chùa Nam Tông thì quý vị có thể tụng theo đó ha. Uh, ngoài ra đấy, cái cách thành thiền tâm từ thì sư cũng đã hướng dẫn uh, nằm trong cái danh sách phát là lớp Phật pháp nền tảng, nó có phương pháp hành thiền tâm từ ha.